Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em lên các bác một em phiếu mộc dở các bác nhá. Hàng siêu VIP luôn anh em ơi. Đuôi to như bàn tay luôn các bác nhá. Em này mà căng lửa lên thì đảm bảo với anh em là chất lừ luôn anh em ạ. Đây. Con chim rất là mau mỏ các anh em nhá. Hiện tại giờ đang mở mỏ là xòe, mở mỏ là xòe anh em ơi. Quay đầu mặt cho anh em xem anh em nhá. Đây, đầu mặt ở đây anh em ơi. Đấy. Chim quá tố chất luôn anh em ơi. Chân đây anh em ơi. Chân già, con chim già rừng này anh em nhìn cái món. Cái chân nó lên này, lên vẩy đồng luôn anh em ơi. Đuổi quá to luôn anh em ạ. Sáu này có mấy nó hót toàn đi thiếu không ạ?
Có chứ, bắt đầu hôm nay gọi rồi đấy. Dạ kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.